Cái gì vậy mẹ? Sao chưa cầm gì ra? Gì là cầm cái vậy? Cái cầm lát thôi. Cầm lát đâu? Mẹ có đồ ăn rồi đúng không mẹ? Là ba mấy người đoàn đang cấp đông cho đoàn cổ. Ở mấy người phạm khác không à? Người ta cầm gạo ấy. Gạo dưa hấu ra trước á. Nó hấu không? Nó nè chị lối về kho thịt gà tháng 21 ra ăn. Cái gì ăn là con này đã nó gần nó một ăn vậy mình đã khó hồi lọc. Bữa có mẹ 5 phút sau quay lại dễ mất 200 ngàn. Ừ. Không được. Chị con hỏi cái gì giá thấp hay cái gì vậy? Chị con là bữa thằng này bao nhiêu về được vậy? Bữa về 25, 25 đến 30. Ngọn âm đặc á? Dạ. Chú hai đi. Anh Dương nhá. Mẹ tiền thuê gì ta? Thứ 6 xong về đưa nha mẹ. Thứ 6 là bao nhiêu? Mai 15 rồi. Mai 15 cộng. Nãy ơi, mai 15 mới kèm. Mấy năm đó hả? 15. 15 âm. Ở đây 14 nè. Còn đông hả? Không, 6 nè. 10 giờ không ạ? Bày lên mặt để coi là lừa dưa leo là lừa quả màu xanh đó nó ngon, quả màu vàng cũng ngon. Con lừa thì ai? Con lừa hay là cái gì? Đảm bảo là lừa cho con không quen lừa cũng được được không? Sao bà kêu con là lừa mấy quả màu xanh đó? Nó mới ngủ à? Sáng sớm ăn cháo không có cảm giác gì luôn, không có ngon nữa. Không muốn mua đâu ai ngủ rồi mẹ không biết bà khỏi mua. Mai ăn ăn mình bán này ăn luôn. Không biết ngủ rồi. Hả? Còn biết không? Mai bán này. Tôm đây là có người mua hả? Ai đã biết không? Trời à. Sao? Mua sao mẹ được không mượn cả tiền vậy? Họ giờ trẻ á. Có 90 ngàn á. Tưởng là cầm 200 ngàn theo sổ trước. Tôm gì ạ? Tôm Omechi. Cầm có mua rồi à? Tốn ba. Rồi qua trả tiếp cho ba ngồi mua thuốc á. Gì vậy hả? Người đóng cửa hết rồi. No với chồng. Giờ anh chả thấy no mình giờ chả thấy ăn. Thế còn có mấy miếng rồi? Nó yến thôi anh. Ăn rồi. Là đều đúng đắn.
chơi rồi, chơi nhiều trò chơi quá là đầy lạc. Không có chơi trò chơi gì. Chơi ấn cầm bài hiểm. Mình nó chơi mà nó sợ với mẹ không? Hả? Mình nó... Lì. Nó chơi mà họ hết trò này nó qua trò kia. Không á, không có mệt sợ mệt mỏi gì hết. Nó không sợ tí nào? Không sợ tí nào, mẹ chơi cái trò mà giọng ngược. Úp ngược lên trời luôn á. Mẹ họ xuống nó tỉnh queo rồi, đành chơi tiếp. Con chơi hôm đó không mệt, ngồi nghỉ. Cái này là bạn lỡ nó đen chỉ được không rồi nhỉ? Đúng vậy. Đúng gì vậy? Do giờ nó dùng, bữa giờ nó chơi iPad đó mẹ. À, chơi iPad một con nữa. Đúng hả? Của Yến không? Nó mới không chơi điện thoại chứ. Chiều mai nó chơi từ buổi trưa. Chiều lúc nó ăn cơm xong nó đứng. Cũng chiều tối luôn á mẹ. Sau tụi nó nghỉ thì nó nghỉ. Nó dùng rật vậy. Mà mỗi hai nằm bên cạnh mỗi hai ngủ ngon lành luôn. Cô Yến nó đi rửa. Ngon quá thằng Khang dễ ngủ mày. Nó qua tối nó qua thằng con không có cái bóp thở thiếu nó ngồi. Nó dở mày không? Nó sao cũng tắt điện thoại 5 phút sau nó ngủ rồi mày. Nó dễ ngủ mày, nó ngủ nó lanh lộn đủ cho ấy. Nó không cho nó nằm ngoài không biết sao mà cho nó vô trong nó giữa nằm ra ngoài rồi. Nó không qua thằng cô lấy cái cô ôm của đầu mà lấy cái mà cao dữ rồi. Bên trời ơi, nó con, cao con, không? Nhớ sao con phải lấy cái ra nệm con gối á. Chăn hay gì mà nó lại đi. Không sao, đây đủ gối, bên này có cái gối này. 15 người mà có một cái gối rồi. Qua đấy chỉ có cả chơi thôi chứ đâu có gì để chạy nhỉ? Có sở thú nữa mẹ, nhưng mà xa. Đi tới cái chỗ mà cầu thang mà đi xuống á, là không xuống cầu thang mà đi thêm một đoạn nữa, sợ mệt đó nên con dẫn đi. Dạ. Nó không có đồ trong đó. Có cái cây cổ gì á, có vườn hoa nữa. Cúp đá nắng mờ lắm nè. Bữa tụi con đi một chân cũng gãy luôn. Mấy đứa đầu tiên ra muốn xem muốn nước không? Dạ, không kịp xem lắm nè. Con kịp xem cái Tadaso á. Chứ 3D á. Lúc con 7:30. Qua đâu mà mình chưa phim ra đây đó. Cho mình đi ăn đó mẹ. Mình đi thẳng, mình đâu có xuống dưới đó đâu. Không đi ăn ở đâu, thằng người lớn nữa, đi đâu nữa. Đi một đoàn mà đi đâu nữa. Lâu nữa. Bữa mẹ làm thì có cứu lúc nào không mẹ? Chưa làm mẹ. Chưa đi Đà Nẵng rồi, không có làm. Bây giờ hỏi sao bố kêu là hôm qua bố kêu là bố đi làm thử rồi. Bố làm trước. Bố làm trước hả? Bây giờ đi Đà Nẵng rồi, chứ không phải tỉnh nhân dân cũ. Sao bạn con nó làm là nó dự cầm với nhân dân cũ thôi mẹ, chứ đâu phải đưa người ta đâu. Bố mà, phải bố mà ứng ngồi nghe bà kia bà kêu là
rồi bà đi làm ở mình đó mẹ. 4 giờ, 3 giờ người ta vẫn chưa cho về nữa. 3 giờ sáng mình chưa được về. Chợ mình đã. Chợ xuống cầu á. Xuống phường á, bữa nay ngày cuối nè. Sao vậy? Sao bữa nay ngày cuối vậy? Là làm tại phường rồi lần sau là vô ban ngồi làm. Là tại phường là phải lên đọc giấy cho mình mới làm đúng không mẹ? Thì ban ngồi làm giống như hồi trước làm chứng minh nhân dân thôi. Với lại gì ta còn thẻ cái của mình còn hạn mà có mấy người gần hết hạn mới làm nhanh tù đây năm sau nữa làm nữa chắc được thôi coi gì tới hết tháng 7 thôi mà cái tháng 7 là làm mà tập trung tại phường hay sao á cho mấy người mà hết hạn á là làm phải hết trước tháng 7 chạy gần hết hạn á. Dạ. Chị mẹ sắp hết hạn chưa mẹ? Ra là vậy. Mình sắp tháng 7 làm cái này mà bình thường.